Thiện nam tử, như lời ông vừa hỏi, do nhân duyên gì khi bỏ thân ở dục giới có chung bát niết bàn, còn ở sắc giới không có? Vị A-na-hàm quan sát những phiền não ở dục giới có hai loại nhân duyên, một là bên trong, hai là bên ngoài. Nhưng ở sắc giới không có nhân duyên bên ngoài, dục giới lại có hai loại tâm tham ái, một là tham muốn ái dục, hai là tham muốn hình sắc. Quan sát hai tâm tham ái ấy rồi hết lòng chê trách như vậy rồi, liền có thể nhập niết bàn. Tại dục giới, người tu có thể chê trách các phiền não thô thiển như tham tiếc, sân hận, đố kỵ, không biết hổ thẹn. Do nhân duyên này nên có thể nhập niết bàn. Lại nữa, chúng sanh dục giới vốn tánh mạnh mẽ. Vì sao vậy? Vì có thể đạt được cả bốn thánh quả. Vì thế nên ở dục giới có trùng bát niết bàn, còn ở sắc giới thì không. Thiện nam tử, trùng bát niết bàn có ba bậc, bậc cao, bậc vừa, bậc thấp. Bậc cao là nhập niết bàn ngay khi bỏ thân, chưa lìa khỏi dục giới. Bậc vừa là nhập niết bàn khi lìa khỏi dục giới, nhưng chưa lên tới sắc giới. Bậc thấp là nhập niết bàn khi đã lìa khỏi dục giới, rồi lên đến bên cạnh sắc giới. Ví như loài cá tích được món ăn rồi thì dừng lại. Những người này cũng vậy. Sao gọi là dừng lại? Vì ở hai cõi sắc giới và vô sắc giới mà thọ thân nên gọi là dừng lại. Vì không thọ thân trong các cõi trời người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thuộc dục giới nên gọi là dừng lại. Vì đã dứt trừ vô lượng phiền não trói buộc, chỉ còn lại rất ít nên gọi là dừng lại. Lại do nhân duyên gì gọi là dừng lại? Vì không bao giờ tạo tác những việc chung cùng với hạng phàm phu nên gọi là dừng lại. Tự mình không còn sợ hãi và không làm cho kẻ khác sợ hãi nên gọi là dừng lại. Lìa khỏi hai tâm tham ái và các phiền não như tham tiếc sân khỏe nên gọi là dừng lại. Thiện nam tử, nói đến bờ bên kia là ví dụ cho các bậc A-la-hán, Phật Bích Chi, Bồ Tát Phật cũng như rùa thần đi được cả dưới nước và trên đất liền. Do nhân duyên gì mà ví với loài rùa? Vì loài rùa khéo che giấu cả tứ chi và đầu. Các bậc chứng quả từ A-la-hán cho đến chư Phật cũng giống như vậy, khéo che trùm cả năm căn, cho nên dùng rùa làm ví dụ. Nói dưới nước và trên đất liền, nước là ví với thế gian, đất liền ví với xuất thế. Các bậc thánh ấy lại cũng như vậy, vì có thể quan sát tất cả phiền não xấu ác nên đến được bờ bên kia. Vì thế ví như đi được cả ở dưới nước và trên đất liền. Thiện nam tử, như bảy loài chúng sinh dưới sông Hằng, tuy có những tên gọi như rùa cá, nhưng thảy đều không lìa khỏi nước. Trong kinh Vì Diệu Đại Niết Bàn này, từ hạng nhất xiền đè lên đến chư Phật, tuy tên gọi khác nhau nhưng thảy đều không lìa khỏi chất nước là tánh Phật. Thiện nam tử, bảy loài chúng sanh ấy như có pháp thiện hoặc pháp bất thiện, hoặc đạo phương tiện, hoặc đạo giải thoát, hoặc đạo tuần tự, hoặc nhân, hoặc quả, thảy đều là tánh Phật. Giảng giải những điều như thế gọi là Như Lai tự ý nói ra. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, nếu có nhân ắt có quả, nếu không nhân ắt không quả. Niết bàn gọi là quả, nhưng vì niết bàn là thường còn nên không có nhân. Nếu không có nhân sao gọi là quả? Nhưng niết bàn cũng gọi là sa môn, cũng gọi là quả của sa môn. Vậy thế nào là sa môn, thế nào là quả của sa môn? Phật dạy: Thiện nam tử, trong thế gian cả thảy có bảy loại kết quả. Một là quả của phương tiện, hai là quả của sự báo ân, ba là quả của sự thân cận, bốn là quả của tàn dư, năm là quả bình đẳng, sáu là quả của quả báo, bảy là quả của sự xa lìa. Thế nào là quả của phương tiện? Như người thế gian đến mùa gặt được nhiều lúa thóc, cùng bảo nhau rằng được quả của phương tiện. Quả của phương tiện đó gọi là quả trực tiếp của hành vi tạo nghiệp. Quả này có hai loại nhân, một là nhân trực tiếp, hai là nhân gián tiếp. Nhân trực tiếp chẳng hạn như hạt giống, nhân gián tiếp chẳng hạn như nước tưới, phân bón, nhân công. Như thế gọi là quả của phương tiện. Thế nào là quả của sự báo ân? Như người thế gian cung kính nuôi dưỡng cha mẹ, cha mẹ đều nói rằng nay chúng tôi đã được hưởng quả của công ơn nuôi dưỡng. Con cái biết báo ân cha mẹ thì gọi sự báo ân đó là quả. Quả này cũng có hai loại nhân, một là nhân trực tiếp, hai là nhân gián tiếp. Nhân trực tiếp là nghiệp thuần thiện trong quá khứ của cha mẹ, nhân gián tiếp là đứa con có hiếu mà cha mẹ đã sanh ra. Như thế gọi là quả của sự báo ân. Thế nào là quả của sự thân cận? Như có người thân cận bạn tốt hiền thiện, nhờ đó chứng đắc quả Tu Đà Hoàn cho đến quả A-la-hán. Người ấy nói rằng nay tôi đã được quả của sự thân cận.
Quả này cũng có hai loại nhân, một là nhân trực tiếp, hai là nhân gián tiếp. Nhân trực tiếp là lòng tin của bản thân, nhân gián tiếp là bạn tốt hiển thiện, như thế gọi là quả của sự thân cận. Thế nào là quả của tàn dư? Như có người do nhân không giết hại mà về sau được thân thứ ba sống lâu, đó gọi là quả của tàn dư. Quả này cũng có hai loại nhân, một là nhân trực tiếp, hai là nhân gián tiếp. Nhân trực tiếp là thân miệng ý thành tịnh, nhân gián tiếp là những nghiệp lành dẫn đến sự sống lâu, như thế gọi là quả của tàn dư. Thế nào là quả bình đẳng? Đó là môi trường thế giới mà tất cả chúng sanh cùng sống trong đó. Quả này cũng có hai loại nhân, một là nhân trực tiếp, hai là nhân gián tiếp. Nhân trực tiếp là nói chúng sanh tu 10 nghiệp lành, nhân gián tiếp là ba tai kiếp lớn, như thế gọi là quả bình đẳng. Thế nào gọi là quả của quả báo? Nhưng người được quả báo có thân thanh tịnh rồi, lại tu tập ba nghiệp thanh tịnh về thân miệng ý, người ấy có thể nói tôi được quả của quả báo. Quả này cũng có hai loại nhân, một là nhân trực tiếp, hai là nhân gián tiếp. Nhân trực tiếp là thân miệng ý hiện tại thanh tịnh, nhân gián tiếp là thân miệng ý trong quá khứ đã tu tập thanh tịnh, đó gọi là quả của quả báo. Thế nào là quả của sự xa lìa? Đó chính là niết bàn, vì sự xa lìa các phiền não làm tất cả nghiệp lành là nhân của niết bàn. Lại cũng có hai loại nhân, một là nhân trực tiếp, hai là nhân gián tiếp. Nhân trực tiếp là nói ba môn giải thoát, nhân gián tiếp là tất cả pháp lành đã tu tập trong vô lượng kiếp. Thiện nam tử, trong pháp thế gian, hoặc nói nhân sanh ra, hoặc nói nhân thành tựu, đối với pháp xuất thế cũng vậy, cũng nói có nhân sinh ra, có nhân thành tựu. Thiện nam tử, như ba môn giải thoát, 37 phẩm trợ đạo, có thể làm nhân sanh ra sự chấm dứt của tất cả phiền não, cũng làm nhân thành tựu của niết bàn. Thiện nam tử, lìa ra phiền não thì thấy rõ được niết bàn một cách sáng suốt minh bạch, cho nên niết bàn chỉ có nhân thành tựu mà không hề có nhân sanh ra. Thiện nam tử, theo như lời ông hỏi, thế nào là sa môn, thế nào là quả của sa môn? Thiện nam tử, sa môn là tám chánh đạo, quả của sa môn là tu tập theo chánh đạo, nên rốt ráo được xa lìa vĩnh viễn tất cả phiền não như tham sân si, như thế gọi là sa môn và quả của sa môn. Bồ Tát Ca Diếp lại thưa hỏi, bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà tám chánh đạo gọi là sa môn? Phật dạy, thiện nam tử, người đời dịch nghĩa sa môn là phạp đạo, nghĩa là đạo dứt trừ mọi sự thiếu thốn. Như tám chánh đạo là dứt trừ tất cả sự thiếu thốn, dứt trừ tất cả đạo. Vì nghĩa ấy nên gọi tám chánh đạo là sa môn. Tu tập theo tám chánh đạo sẽ đạt được thánh quả, nên gọi là quả của sa môn. Thiện nam tử, lại nữa, sa môn dịch nghĩa là tĩnh trí, là tâm ý an tĩnh, nên người thế gian ưa thích sự vắng lặng an tĩnh cũng gọi là sa môn. Như tám chánh đạo cũng vậy, có thể giúp người tu tập lìa khỏi những điều xấu ác của thân miệng ý, được cái vui vắng lặng an tĩnh, cho nên gọi người tu tập tám chánh đạo là sa môn. Thiện nam tử, sa môn cũng dịch nghĩa là tức ác, là chấm dứt mọi sự xấu ác, nên người đời từ chỗ thấp hèn vươn lên thành người cao thượng gọi là sa môn. Như tám chánh đạo cũng vậy, có thể khiến người thấp hèn thành người cao quý, cho nên gọi người tu tập tám chánh đạo là sa môn. Thiện nam tử, vị La Hán tu tập tám chánh đạo này đạt được quả sa môn, cho nên gọi là giải thoát quả A La Hán, tức là năm phần pháp thân của bậc phù học, gồm giới, định tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Nhân nơi năm phần pháp thân này mà đạt được giải thoát nên gọi là bậc giải thoát. Vì đã được giải thoát nên vị ấy tự nói ra rằng: tử sanh nay đã dứt rồi, hạnh thanh tịnh đã vun bồi thành công, việc cần làm đã làm xong, từ nay vĩnh viễn không còn thân sau. Hiện nam tử, vị A-la-hán này đã dứt trừ vĩnh viễn nhân duyên của sự sanh ra trong quá khứ, hiện tại và vị lai, nên tự nói rằng tử sanh nay đã dứt. Lại cũng vì đã dứt trừ thân năm ấm trong ba cõi, nên nói rằng tử sanh nay đã dứt. Chỗ tu tập hạnh thanh tịnh của vị này đã rốt ráo, nên nói rằng hạnh thanh tịnh đã trọn vẹn. Lại cũng vì đã buông xả sự học đạo, nên nói rằng hạnh thanh tịnh đã trọn vẹn. Theo như chỗ mong cầu từ xưa, nay đã đạt được, nên nói rằng việc cần làm đã làm xong, việc tu tập chánh đạo đã đạt kết quả, nên cũng nói rằng đã xong. Vì đạt được tận trí và vô sanh trí, nên nói rằng tử sanh này đã dứt, mọi phiền não trói buộc trong ba cõi đều đã dứt sạch. Vì nghĩa ấy nên gọi là bậc A-la-hán đã được giải thoát.
Cũng giống như A-la-hán, vị Phật Bích Chi cũng vậy. Bồ Tát và Phật thành tựu đầy đủ 6 ba la mật, gọi là đến bờ bên kia. Vì các vị đã chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề nên gọi là đầy đủ 6 ba la mật. Vì sao vậy? Vì đạt được kết quả của 6 ba la mật, vì đạt được quả nên gọi là đầy đủ. Thiện nam tử, trong 7 loài chúng sanh vừa nói trên, có những người không tu thân giới tâm tuệ, vì không thường tu tập bốn pháp ấy nên thường tạo tác năm tội nghịch, có thể giết mất càn lành, phạm vào bốn giới cấm nặng, phỉ báng Phật Pháp Tăng, nên gọi những người ấy là thường chìm sâu. Thiện nam tử, trong 7 hạng người đã nói, nếu ai biết gần gũi bậc thiện tri thức, hết lòng lắng nghe và thọ nhận chánh pháp của Như Lai, khéo suy xét nội tâm, sống theo đúng chánh pháp, tinh cần tu tập thân giới tâm tuệ, vì thế được gọi là vượt sông sanh tử đến bờ giải thoát bên kia. Nếu nói rằng hạng nhất thiền đề đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đó là đóng nhiễm vướng chấp, nếu nói rằng không đạt được thì là hư dối. Thiện nam tử, trong 7 hạng người kể trên, có khi chỉ một người cùng đủ tính chất của 7 hạng người ấy, hoặc có khi 7 hạng người đều có chung một tính chất trong số đó. Thiện nam tử, nếu có người trong lòng nghĩ điều quái lạ, miệng nói điều quái lạ rằng hạng nhất thiền đề đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nên biết là người ấy phỉ báng Phật Pháp Tăng. Nếu có người trong lòng nghĩ điều quái lạ, miệng nói điều quái lạ rằng hạng nhất thiền đề không đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, người ấy cũng gọi là phỉ báng Phật Pháp Tăng. Thiện nam tử, nếu người nói rằng 8 phần thánh đạo là chỗ đạt được của phàm phu thì người ấy gọi là phỉ báng Phật Pháp Tăng. Nếu nói rằng 8 phần thánh đạo không phải chỗ đạt được của phàm phu thì người ấy cũng gọi là phỉ báng Phật Pháp Tăng. Thiện nam tử, như có người nói rằng tất cả chúng sanh nhất định có tánh Phật hoặc nhất định không có tánh Phật thì người ấy cũng gọi là báng Phật Pháp Tăng. Thiện nam tử, cho nên trong khế kinh ta dạy rằng có 2 hạng người phỉ báng Phật Pháp Tăng, một là những người không có lòng tin và tâm sân hận mà phỉ báng, hai là những người tuy có lòng tin nhưng không hiểu rõ ý nghĩa Phật Pháp nên vì ngu si mà phỉ báng. Thiện nam tử, người có lòng tin mà không có trí tuệ thì thường làm tăng trưởng vô minh, người có trí tuệ mà không có lòng tin thì thường làm tăng trưởng tà kiến. Thiện nam tử, người không có lòng tin vì tâm sân hận nên nói rằng không có Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Người có lòng tin nhưng si mê không có trí tuệ thì giải nghĩa một cách điên đảo khiến người nghe Pháp phỉ báng Phật Pháp Tăng. Thiện nam tử, cho nên ta nói người không có lòng tin thì vì tâm sân hận, người có lòng tin thì vì si mê không có trí tuệ. Những người ấy có thể phỉ báng Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Thiện nam tử, nếu nói rằng hạng nhất thiền đề khi chưa sanh khởi pháp lành mà đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, người ấy cũng gọi là phỉ báng Phật Pháp Tăng. Nếu nói rằng hạng nhất thiền đề buông bỏ tâm nhất thiền đề rồi khi mang thân khác sẽ đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, người nói như vậy cũng gọi là phỉ báng Phật Pháp Tăng. Nếu nói rằng hạng nhất thiền đề cũng có thể sanh ra căn lành, sanh căn lành rồi thì căn lành ấy tiếp nối mãi chẳng dứt cho đến khi đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vì thế nên nói rằng hạng nhất thiền đề có thể đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nên biết rằng người nói như vậy không hề phỉ báng Tam Bảo. Thiện nam tử, nếu nói rằng tất cả chúng sanh nhất định đều có những đức thường lạc ngã tịnh của tánh Phật, những đức ấy không phải do tạo tác, không sanh ra, chỉ vì nhân duyên phiền não nên không thể thấy, nên biết rằng người nói như vậy là phỉ báng Phật Pháp Tăng. Nếu nói rằng tất cả chúng sanh đều không có tánh Phật, cũng như sừng thỏ, do nơi phương tiện mà sanh ra, trước vốn không rồi sau mới có, từ có rồi trở lại thành không, nên biết rằng người này là phỉ báng Phật Pháp Tăng. Nếu nói rằng tánh Phật của chúng sanh chẳng phải có cũng như hư không, là chẳng phải không cũng như sừng thỏ. Vì sao vậy? Vì hư không là thường, vì sừng thỏ là không thật có, cho nên có thể nói là cũng có cũng không. Vì là có nên trừ bỏ quan niệm cho rằng tánh Phật như sừng thỏ, vì là không nên trừ bỏ quan niệm cho rằng tánh Phật như hư không. Người nói như vậy không hề phỉ báng Tam Bảo. Thiện nam tử, tánh Phật đó không gọi là một pháp, không gọi là 10 pháp, 100 pháp, ngàn pháp hay vạn pháp. Khi chưa đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề thì tất cả những pháp thiện, bất thiện, vô ký thể đều gọi là tánh Phật. Đức Như Lai có khi trong nhân nói quả, có khi trong quả nói nhân, đó gọi là Như Lai tự ý thuyết dạy.
vì tự ý thuyết dạy nên gọi là Araha. Vì tự ý thuyết dạy nên gọi là Tam Miệu Tam Phật Đà.